Ok, xin chào bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chế một cái mạch âm ly chuẩn Hi-Res Audio từ cái mạch TV CRT của Toshiba. Bữa trước mình được ông bác mình cho đấy, mình quay clip trước Tết. Thì trong cái video đấy có một bạn có bình luận là dùng cái dàn loa của cái tivi đấy với lại cái mạch đấy để làm thành một cái âm ly, chứ còn cái tivi CRT đấy thì chắc chắn là không tận dụng được rồi đấy. Ok, hôm nay chiều ý bạn luôn làm luôn. Thì các bạn có thể thấy ở đây là một cái mạch tivi thôi, nhưng mà nó là hàng chính hãng của Toshiba nên nó rất là hầm hố luôn các bạn ạ. Ai mà sửa cái con này thì đúng là ngán ngán ngẩm luôn các bạn ạ. Đấy, nó từng khối một mà nó rất là hầm hố luôn. Thì ở đây mình xác định được hai con IC công suất của nó rồi. Mình sẽ tiến hành là dỡ nó ra. Thì bạn nào xem cái video này thì các bạn cho mình xin một lượt like cái video này nhá. Và cũng như là một lượt chia sẻ với một cái bình luận và các bạn muốn mình chế gì tiếp theo vào cái video này thì mình sẽ cố gắng thực hiện ở cái video tiếp. Thì những cái tương tác thực của các bạn đó sẽ làm cái động lực của mình để cho mình tiếp tục cống hiến cho các bạn những cái video hữu ích hơn để các bạn xem vào những cái lần sau. Đấy, để các bạn thấy là cái bo mạch của nó là mấy khối nó nối lại với nhau rồi. Ok. Hai cái con IC công suất âm thanh nó ở trên cái miếng hai cái miếng nhôm màu đen đấy các bạn nhỉ, hai cái luôn. Ở đây thì nó sử dụng một một có một cái miếng nhôm đó, nó có một cái con IC, thì cái một một con IC nó dùng cho loa siêu trầm và một con IC nó dùng cho loa toàn giải. Cái tivi này tổng cộng có 5 cái loa cơ các bạn ạ. Vậy nên ngày hôm nay mình sẽ chế luôn cái âm ly 2.1 luôn gọn nha, có cả đường siêu trầm luôn. Đó thì mình sẽ tiến hành là xác định được là cái mạch âm thanh nó nằm ở chỗ nào. Thì các bạn cứ để ý này, đâu ở đâu có cái con IC âm thanh ấy thì tất cả những cái con IC cái con linh kiện nhỏ mà nó nằm bao vây xung quanh cái con IC đó thì đó là con IC, nó là hỗ trợ cho con IC âm thanh. Và mình sẽ tiến hành là cắt cắt mạch ra. Các bạn đừng lo cái chuyện là cắt trúng một cái linh kiện nào đó nha, không sao cả, cắt trúng con nào mình có thể thay thế một con khác. Ở đây là rất là tuyệt vời, mình cắt không có bị đụng vào con nào cả đấy. Thì đây mình kiếm được hai con IC là LA4482. Thì đây một con IC này nó sẽ là IC hai kênh riêng biệt, tức là IC stereo, nhưng mà ở trên cái bo này nó cho đánh mono hết cả hai kênh, cả đường siêu trầm cả đường toàn giải là đều đều đánh mono hết, đánh kiểu đánh chập kiểu BTL các bạn ạ. Thì cái bên mà nó có hai con tụ giấy to to này này thì nó là IC bên bên khuếch đại siêu trầm, và hai con tụ 50V đằng sau này nó sẽ là hai con tụ nguồn chính cấp cho hai con IC đấy. Có hai con IC, một con đánh siêu trầm một con đánh toàn giải, thì con nào mà có cái hai cái con tụ giấy màu vàng vàng ấy, thì đó là bên đánh siêu trầm. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đấu song song hai cái đường nguồn của hai con IC vào. Đấy, bởi vì là khi mà mình cắt mạch này thì cái đường mát với cái đường nguồn chung của chúng nó bị cắt rồi. Bây giờ mình phải câu bằng cách là câu song song hai con tụ nguồn của chúng nó lại. Đấy. Đấy là xong cái đường nguồn, bây giờ mình xác định cái đường tín hiệu. Thì cái con IC LA4482 này, cái chân nhận tín hiệu âm thanh đi vào của nó là chân 2 với chân 5. Thì cứ từ cái chân 2 với chân 5 ấy thì các bạn dò ra là cái đường âm thanh của nó sẽ đi vào cái đường nào. Đấy. Như ở đây một bên siêu trầm thì mình dò ra được là hai cái chân ngoài cùng của hai con tụ vàng, tụ giấy vàng là hai đường âm thanh đi vào của bên siêu trầm. Và hai cái đường ở ngoài cùng của hai con tụ hóa ở bên con IC khuếch đại toàn giải ấy, thì nó cũng là hai cái đường âm thanh đi vào.
thì mình sẽ tiến hành là nối song song chúng lại để cấp cùng một nguồn âm thanh. Đấy. Các bạn nhớ nhá, con LA4482 này thì chân 2 với chân 5 của nó sẽ nhận tín hiệu âm thanh đi vào nhá. Mình sẽ tiến hành hàn song song đường tín hiệu đi vào để cho cả hai bên hai khối này nó khuếch đại cùng một tín hiệu luôn. Những cái mạch âm thanh ở trong những cái tivi đời cũ này thì nó rất là hay luôn các bạn ạ. Kiểu nó âm thanh nó tròn trịa và nó bóng bẩy lắm. Tuy là cái bát nó không được lực như những cái âm ly đời mới bây giờ, nhưng mà thực sự là những cái mạch âm thanh khuếch đại trong những cái tivi này âm rất là hay, đỉnh cao luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ mình loa tản giải thì mình sẽ lấy đôi loa mõm trâu này. Đôi loa mõm trâu là loa tản giải nhá, bởi vì là ở đây cả hai kênh này, hai khối khuếch đại riêng biệt này, nó đều đánh kiểu mono, đánh chập BTL, nên là mình sẽ mắc song song hai cái loa cái mõm trầu lại để cho đánh một kênh. Đấy. Và ở dưới cái video này thì bạn nào lười chế thì có thể là, hoặc là các bạn không kiếm được những cái bo mạch như này để chế thì có thể là mua loa Bluetooth sẵn nhé các bạn nhé. Mình mới review con loa Inma 60W ấy. Giá rất là ngon, có là 1 triệu bạc, nhưng mà nó đánh căng cực các bạn ạ. Thì link mua cái con đấy mình sẽ để trong phần mô tả video nha. Anh em lười chế hoặc là không có đồ để chế thì có thể mua một con về nghe nhạc được. Con đấy ok đấy. Con đấy giờ đang hot phết các bạn ạ, giá nó rẻ. Ok, thì hôm nọ mình cũng tháo ra được một cái cục siêu trầm này. Thì mình sẽ đóng vào luôn làm sao loa siêu trầm bạn nha. Con loa siêu trầm hay phết các bạn ạ. Có khi nào phải mua cái dầu dưỡng gân loa và chát vào để cho nó cho nó bền. Con loa hay phết. Nói chung mấy cái đồ này hàng chính hãng nghe sướng tê cả lỗ nhĩ các bạn ạ. Thì các cái đường ra loa này thì ở trên cái bo TV nguyên bản của nó, cái chỗ ra loa ở chỗ nào thì các bạn cứ đấu vào cái chỗ đấy thôi. Rồi, về cái dây cấp nguồn này thì mình sẽ đấu song song vào cái hai cái con tụ nguồn, dương vào với dương, âm vào với âm. Về phần dây tín hiệu thì các bạn cũng đấu hai cái dây tín hiệu của nó vào hai cái đường tín hiệu mà các bạn đã xác định. Còn cái đường mát ấy, thì các bạn cứ tìm một điểm mát bất kỳ trên mạch nào và các bạn câu vào thôi. Đấy, đây cái dây mát thì mình sẽ câu nó vào cái chân của cái con tản nhiệt kìa. Tản nhiệt DC các bạn. Cái lưng tản nhiệt nó ở trên mát luôn. Ok, ở đây mình sử dụng là cái bình ắc quy 12V nhá. Thì cái mạch này nó lại chạy cái nguồn 18V cơ các bạn ạ. Nguyên bản của nó chạy 18V. Nên là đối với lại cái mạch, đối với cái nguồn 12V thì nó chạy không được căng cho lắm. Nó cũng nói chung là cũng hay, cũng ok. Nhưng mà nó không căng như cái nguyên bản của nó. Nếu các bạn có nguồn 18 hoặc 24V chạy nó căng hơn. Và các bạn chú ý là đeo tai nghe vào để cảm nhận âm thanh bạn nhá. Ở bên nhà chú mình là người ta đang xây đổ sân nên là có vẻ nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Các bạn chú ý đeo tai nghe vào để cảm nhận nha. Đây là loa siêu trầm và hai cái loa mõm trâu là hai loa tản giải. Ok, mình sẽ tiến hành bắt đầu test. Thank you.
Thank you.